Ngày 14 tháng 10, câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình tổ chức lễ xuất quân mùa giải mới 2024-2025 và ra mắt hai bản hợp đồng bom tấn là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và thủ môn Đặng Văn Lâm. Hai tuyển thủ Việt Nam sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Sự xuất hiện của Hoàng Đức và Văn Lâm hứa hẹn giúp cho câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình lột xác ở mùa giải mới. Ngoài hai ngôi sao này, Phù Đổng Ninh Bình cũng đã chiêu mộ một loạt tân binh chất lượng như Đinh Thanh Bình, Nguyễn Quốc Việt chuyển đến từ Hoàng Anh Gia Lai, Phạm Văn Thành, Đỗ Thành Thịnh chuyển đến từ Bình Định, Mạnh Ngọc Hà chuyển đến từ Quảng Nam. Ba huấn luyện của đội cũng là những cựu danh thủ một thời của bóng đá Việt Nam như huấn luyện viên trưởng Nguyễn Việt Thắng, giám đốc kỹ thuật Lê Phước Tứ, các trợ lý Trương Đình Luật, Đinh Xuân Việt. Tôi nghĩ đây là một mùa giải hạng nhất đáng xem với sự góp mặt của rất nhiều của đương kim đội tuyển quốc gia cũng như là cựu đội tuyển quốc gia, thì cứ càng đội bóng càng mạnh thì cuộc chơi nó càng hấp dẫn, là người có lợi nhất là người hâm mộ rồi. Hoàng Đức hay Quốc Việt vừa đến, nhưng mà với những cầu thủ như Văn Lâm đã đến đội trước, hay là Đinh Thanh Bình, Hữu Tuấn, Thanh Thịnh, thì những cầu thủ đó tuy là đội bóng mới nhưng mà thật sự là họ hòa nhập cách chơi rất là nhanh và may mắn được sự đầu tư của lãnh đạo, có sự bổ sung của Hoàng Đức, Quốc Việt thì đương nhiên là giúp đội bóng cải thiện tốt hơn về mặt tấn công. Và tới thời điểm này tôi nghĩ là đội đang đi đúng quỹ đạo. Bước vào mùa giải mới 2024-2025, câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình sẽ có nguồn lực tài chính vững chắc, đảm bảo cho sự phát triển bền vững khi nhận được sự đồng hành từ LP Bank. Đây được xem là động lực để đội bóng cố đô bổ sung lực lượng, nâng cao chất lượng đội hình, đầu tư cơ sở vật chất và quan trọng hơn là khích lệ tinh thần thi đấu cho các cầu thủ. Cách đây 10 năm, sân vận động Ninh Bình từng là trào lửa cuồng nhiệt, chứng kiến những trận cầu đỉnh cao tại AFC Cup. Những hình ảnh đầy cảm xúc đó sắp trở lại khi bóng đá Ninh Bình đang có được những bước chuyển mình mạnh mẽ. Với lực lượng vượt trội, huấn luyện viên Việt Thắng cùng các học trò đặt mục tiêu lên hạng V-League ngay sau mùa giải này. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.